Ok, xin chào mọi sinh nhật Tổ quốc. Rất vui được các bạn trong một cái clip khá là đặc biệt của tháng 3 này, đúng không ạ? Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái điều mà các bạn rất là ngây thơ trong việc làm toán mà dẫn đến những cái sai lầm mà người ta hay bảo là sai ngu ấy, nha. Nhưng mà ra phòng thi biết là mình sai cái này thật là vớ vẩn, mà cái này đáng nhẽ là mình không nên sai. Đấy. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái ngây thơ thứ nhất. Và tất nhiên là sau này sẽ có thật là nhiều cái ngây thơ nữa, đúng không? Mà thầy muốn chỉ cho các bạn để các bạn khỏi phải mắc những cái sai lầm đó trong những cái câu đơn giản. Nhìn thì đơn giản nhưng mà nó dễ mắc sai lầm, được chưa? Và các bạn nếu mà ủng hộ những cái phần như thế này thì các bạn hãy tiếp tục like, share để ủng hộ thầy. Ok, chúng ta không nói linh tinh nữa, đúng không? Chúng ta bàn đến cái ngây thơ thứ nhất. Đó là cái bài mà tìm m để cho cái hàm số đồng biến hoặc nghịch biến. Đây là thầy nói chung, còn ở đây là thầy lấy cái bài dạng lượng giác để chúng ta nói chuyện. Thì thường thường các bạn đụng vô những cái bài này, chúng ta làm việc đầu tiên là mẹ em lấy đạo hàm cái đã, y phẩy bằng, đúng không? Y phẩy thì cái này đơn giản lắm, ở dưới chắc chắn là v bình rồi, cho nên là sin x không nói nhiều nhé, tại vì chúng ta cái này là chúng ta quá cơ bản rồi, đúng không? Ở trên mà tính nhẩm luôn ấy, tính nhẩm luôn ấy thì thôi mình tính tay đi, u phẩy v sin x. Đây là thầy nói cho các bạn nào chưa biết nhé, cộng m này, lấy đạo hàm này, rồi u phải nhân v tức là sin x trừ m, đúng không? Rồi đó là trừ cho u nhân v phải tức là sin x cộng m nhân với sin x trừ m mà phải cái, được chưa? Đấy thì chúng ta mới tính đạo hàm mà chúng ta bằng tiếp thôi. Rồi cái này là cái chuyện mà cơ bản mà ai cũng phải biết nhá, vì cái này là cái tầm thường rồi. Nhưng mà thôi, cứ nhắc để cho các bạn biết, được chưa? Ở đây này, ở đây thì sin x đạo hàm bằng cos, sin đạo hàm cos, đúng không? Cos x nhân sin x, xong rồi bên kia vậy. Thôi nói chung là thầy rút gọn nó đi, mệt quá. Trừ 2m nhân với cos, đúng rồi, cos x, ok, không? Mở nhân cos x nhé các bạn. Thôi xóa luôn cái này đi. Đấy, rút gọn luôn nhé. Đây là nói công thức, còn các bạn tự làm. Đây là chúng ta có y phải nghe, đúng không? Mẫu số luôn dương. Đây là theo phản xạ các bạn. Bây giờ mẫu số luôn dương, hàm phân tích mẫu luôn dương, cho nên là muốn tính đồng biến hay nghịch biến là phụ thuộc vào từ số, đúng không? Đấy, và từ số. Như vậy muốn nghịch biến thì rõ ràng để đúng không? Hàm số nghịch biến trên khoảng nha bi chia 2 tới bi, đúng không? Thì các bạn phải nhận xét trước đó là trong khoảng từ bi phần 2 tới bi thì cos như nào ạ? Từ bi phần 2 tới bi, thấy chưa? Bi phần 2 tới bi thì cos âm, cos âm mà y phẩy phải bé hơn không cơ, đúng không? Thì y phẩy này phải bé hơn hoặc bằng không, có bằng nha. Rồi sau khi đã làm như thế này rồi nhá, bé hoặc bằng không, thì sau khi đã làm như thế này rồi thì các bạn nhận xét là như vậy từ bi phần 2 tới bi là chúng ta thấy là cos là âm, đúng không? Tại sao cos âm là chúng ta phải tự hỏi chúng ta, vì cái này là chúng ta rất là cơ bản rồi. Cos âm mà nhân thêm trừ 2 nữa như vậy dương chưa, dương rồi, đúng không? Và nhân với cái m nữa thì m chắc chắn là phải âm. M âm thì chúng ta sẽ có cái tử số là âm, khi đó nó sẽ nghịch biến, được chưa? Thì bạn ghi là như vậy là M này bé hơn hoặc bằng không. Đấy, cái câu nào mà có bé hơn bằng không là các bạn chuẩn bị cho bạn lấy rồi đó, đúng không ạ? Thì đó là một cái sai lầm thứ nhất. Cái này chúng ta phải biết á, nếu M bằng không thì có nghĩa cái hàm số này nó trở thành sin x chia sin x và nó bằng 1. Đó là hàm hằng, cho nên nó không có đồng nghĩa mà nghịch biến gì cả. Cho nên chúng ta không được lấy cái thằng m bằng không. Đó là cái sai lầm thứ nhất mà các bạn hay tính phải. Và dẫn đến trong đáp án mà có câu mà m bé hơn bằng không là chắc chắn các bạn sẽ đi các bạn chọn. Đúng không? Đó là sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai là các bạn quên một điều. Đó là để cái hàm số này xác định thì trước tiên là các bạn phải đi các bạn tìm tập xác định của nó. Tập xác định thì rõ ràng các bạn tìm điều kiện của nó mà. Cho nên mình phải có sin x trừ m khác không, dẫn đến là thôi mình ghi luôn là sin x khác m đi nhé. Đấy, khác m, ok, sin x khác m.
mà Cynic Cynic khi 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 x mà nằm trong pi phần 2 thì nói chung là cũng phải đọc ghi ra bài bản để cho các bạn biết được chưa, pi phần 2 tới pi, ok, tới pi, ok, thì sin mà nằm trong khoảng từ trừ từ pi phần 2 tới pi thì các bạn phải biết được là cái x này á, cái x này, cái m này, sin x khác m mà đúng không, thì x này nó phải nằm trong khoảng từ mấy mấy à, thì rõ ràng nó sẽ từ 0 tới 1 chứ gì nữa. Tại sao từ 0 tới 1? Tại cái này chúng ta sẽ dùng vòng tròn lượng giác, các bạn sẽ xem đúng không, nếu mà từ pi phần 2 tới pi, pi phần 2 tới pi thì các bạn phải biết là sin sin nó phải nhận giá trị từ 0 tới tới 1. Giờ yeah, từ 0 tới 1. Sin nằm trong từ 0 tới 1 mà sin x khác m, sin x khác m như vậy rõ ràng em m này chúng ta phải cho nó nằm trong khoảng là từ từ 0 tới 1 luôn. Không, không, no no no. Chúng ta phải vẽ trục số ra, chúng ta phải vẽ trục số ra các bạn. Tức là cái sin của mình là cái sin x khác m mà, cho nên m nó phải nằm từ, nó không được nằm trong khoảng từ 0 tới 1. Hiểu ý không? Sin x khác m mà sin x lại nằm trong khoảng từ trừ 0 từ 0 tới 1. Như vậy m không được lấy cái từ trừ từ 0 tới 1 mà phải lấy bé hơn 0 và lớn hơn lớn 1. Có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm một cái điều kiện, đó là m này lớn hơn 0 hoặc m bé hơn 0, xin lỗi. Đọc mà đằng mà lại nghĩ mà đằng mà lại ghi mà nào. M bé hơn 0 hoặc là m lớn 1. Cái điều này các bạn phải, nếu mà các bạn không hiểu bây giờ thì các bạn phải tự các bạn suy nghĩ ra là tại sao lại như thế. Đúng không? Vì chúng ta đã nói với nhau quá ấy rồi, đúng không? Đấy, đây là một cái điều kiện. Đây là một điều kiện. Được chưa? Và đây là một điều kiện. Thì từ hai cái điều kiện này thì chúng ta mới có cái kết luận. Kết luận là vậy với m bé hơn 0 thì hàm số này nghịch biến trên khoảng là pi phần 2 tới pi. Được chưa? Và tất nhiên là cái bài này rất là may mắn, nó không có cái đáp án nhiễu. Nhưng người ta hoàn toàn có thể người ta cho cái đáp án nhiễu của những cái bài như thế này, thì đó là cái phần mà các bạn phải lưu ý để các bạn làm để cho được. Được chưa? Nhưng mà nhiều thằng mẹ vô lơ mơ mẹ bệt luôn cái A vô là thôi xong rồi. Đúng không? Thầy là cho bé bằng không đi thì sẽ có người dính đấy, sẽ có người dính đấy. À, cho nên là chúng ta không được làm theo cái phản xạ nào hết, mà chúng ta phải làm theo một cái lối, đó là có suy nghĩ, được chưa? Và tất nhiên là clip của nay đến đây là chúng ta sẽ tạm dừng, được chưa? Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái ngây thơ thứ hai ở trong ngày hôm sau. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Nhớ like và share để ủng hộ. Ok, chào các bạn.